Nagelsmann nắn gân Tây Ban Nha, trước tứ kết Euro 2024 trước cuộc đại chiến ở tứ kết Euro 2024 hôm nay, huấn luyện viên Julian Nagelsmann khẳng định Đức có nhiều biến thể, và biết cách khai thác khoảng trống trong hệ thống của Tây Ban Nha. Trận tứ kết đầu tiên của Euro 2024 được xem là màn so tài của những sao trẻ trên hàng công, với Jamal Musiala, Florian Wirt bên phía Đức và Lamine Yamal, Nico Williams của Tây Ban Nha. Nhưng Nagelsmann không bận tâm nhiều về các ngôi sao đối phương. Tôi không tập trung vào Musiala và Yamal đâu, Nagelsmann nói tại họp báo trước trận. Đức có nhiều cầu thủ đẳng cấp, và nhiều cách tiếp cận để chống lại đối thủ thích kiểm soát bóng. Chúng tôi có nhiều biến thể, và Tây Ban Nha sẽ gặp khó khăn để thích nghi. Kiểm soát bóng nhiều cũng có thể là cách tiếp cận của Đức. Theo huấn luyện viên 36 tuổi, Tây Ban Nha không còn chơi tiki-taka vốn chú trọng việc kiểm soát bóng vượt trội, mà đã hiện đại, pressing tầm cao. Khi mất bóng, họ cố gắng giành lại và lên bóng nhanh nhất có thể, Nagelsmann phân tích. Cách chơi này giúp họ tạo nhiều cơ hội hơn trước đây, nhưng cũng phải chấp nhận rủi ro vì dễ tổn thương hơn ở phía sau. Đức có thể tìm ra giải pháp với lối chơi như vậy của Tây Ban Nha. Khi được hỏi thêm về Lamine Yamal, cầu thủ trẻ nhất ra sân tại Euro và có hai kiến tạo từ đầu giải, Nagelsmann đánh giá cao tiềm năng của tiền vệ Barca. Huấn luyện viên tuyển Đức ca ngợi Yamal là tài năng lớn, thi đấu ổn định xuyên suốt mùa giải, điều không nhiều cầu thủ làm được ở tuổi 16, rất mạnh trong những tình huống một đấu một và thi đa dạng. Nagelsmann cũng cho rằng Yamal chưa có kinh nghiệm trong trường hợp Tây Ban Nha, không giành kết quả tốt hay bị đối phương đá rát. Cuối năm 2020, Đức khi đó được dẫn dắt bởi Joachim Löw, thua Tây Ban Nha 0-6 ở lượt cuối vòng bảng UEFA Nations League. Nếu chỉ xét những trận chính thức, đây là trận thua đậm nhất trong lịch sử tuyển Đức, tính cả giai đoạn còn hai đội tuyển Tây Đức và Đông Đức. Trước đó, kỷ lục thuộc về trận thua 3-8 trước tuyển Hungary tại World Cup 1954. Nagelsmann cho rằng ông và nhiều cầu thủ không góp mặt ở thất bại này, nên sẽ không ra sân với tư tưởng phục thù. Huấn luyện viên 36 tuổi cũng chuẩn bị khả năng phải giải quyết thắng thua trước Tây Ban Nha, bằng loạt luân lưu. Chúng tôi có sẵn danh sách thực hiện, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào những cầu thủ nào có mặt trên sân thời điểm đó, ông nói thêm. Theo Bill, Nagelsmann chuẩn bị rất kỹ trước màn đại chiến khi có nhiều phóng viên Tây Ban Nha, ở gần đại bản doanh của Đức ở Herzogenaurach. Theo đó, bất cứ ai đi qua các con đường công cộng xung quanh đại bản doanh của Đức sẽ không nghe thấy gì, bởi đội ngũ an ninh được yêu cầu phát nhạc lớn trên điện thoại khi thấy có người đi qua. Những bài hát bao gồm giai điệu của một chương trình truyền hình dành cho trẻ em và một bài hát nhạc Pháp được bật với âm lượng lớn để loại bỏ nguy cơ tiềm ẩn về việc có gián điệp theo dõi và ghi lại những thông tin của tuyển Đức. Ngoài ra, hai sân trong đại bản doanh của đội được che bằng bạt cao, có bảo vệ canh gác toàn bộ khu vực. Thậm chí còn có những cảnh sát tuần tra bằng ngựa trên các tuyến đường công cộng để theo dõi hàng giờ.